đặc biệt không? Wow, nó mát lắm quý vị ơi, cái vải nó rất là mát. Nhưng mà chị nhìn thấy cái chỗ này nó lại lõm lại vào thế này không? Đúng như vậy, đó. Cái này nó cho cái shoulder của chúng ta, cái vai của chúng ta là nó được dựa vào để mình ngủ, mà nó rất một cái giấc ngủ sâu và ngon hơn. Đúng rồi, Tú có hai cái gối này ở nhà. Wow. Và Tú vẫn gối cái này thường xuyên, cực kỳ thích luôn. Và đó là giống như memory foam. Như memory foam. Dạ. Nó không có bị nằm, nó không có bị lún. Đó. Mà nhiều khi bị lún là làm cho cái cổ mình nằm nghiêng, em là thích nằm nghiêng á, là sẽ bị đau cổ buổi sáng ngủ dậy đau cổ. Nó chịu cái lực nó vô trong cái sức nặng của cái đầu của mình, thành ra mình nằm mình rồi nó bền nữa. Tại vì nhiều cái gói bây giờ đó Hà Tú, mình nằm một thời gian nó dẹp lép. Đúng rồi, dẹp lép luôn các quý vị. Đây rồi. Là một cái chất liệu rất là nằm mãi cũng dẹp luôn quý vị nha. Hà Tú mua cái này từ 2 năm nay rồi, nhưng mà cái sản phẩm này quá tuyệt vời cho nên là Lê Hạnh Quyên vẫn cứ lấy về để mà bán tiếp cho quý vị. Mà cái đặc biệt nữa là ví dụ như là em ngủ buổi tối em hay bị toát mồ hôi á, ngủ dậy là mồ hôi đầm đìa lên, thế cho nên là cái gối này nó có cái tác dụng là carbon cool, cho nên là nó sẽ làm cho không khí nó thông thoáng thì nó sẽ không bị toát mồ hôi. Cái hình ảnh này là không phải là cái sản phẩm của mình đâu bé Vi. Đó, cái sản phẩm của mình là nó phải lõm vào một chút xíu. Dạ, 25, 86 hả tôi xin nghe ạ. À, trong ngoài thoa collagen ha. Dạ rồi, ok. Chị dạ, tên là gì? Cái gối dạ, nha, chị đang có chương trình phải không ạ? Lại. Ok, chị cho. Cho... Dạ rồi, tôi nghe trên đài rồi. Bây giờ chị, cái gì chị cho em cái cho quý anh nha, cho em gọi lại nha. Rồi. Đó, thu phạm nha. Rất là dễ sử dụng đây. Đây cho quý vị xem là mình nằm là nó như thế dạ, này. Dạ đúng rồi, 7997 nè. Vâng, không sao, tại tụi em đang chương trình là tụi em phải ghi vào nhé. Rồi em cảm ơn chị, bà chị. Như này thì nó sẽ vừa khít vào cái cổ. Đó, em có hai cái gối này ở nhà. Dạ, thì bây giờ đây là tụi em đang live đó. Nhưng mà tụi em không có thời gian giải thích, tụi em sẽ có nhân viên gọi lại chị giải thích rõ hơn nha. Dạ, được, dạ. Dạ, không, chắc ngày mai chứ bây giờ tối rồi tụi em hết giờ live rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phạm nha. Cho cái không khí nó khô. À, nó mát, nó không có bị làm mình toát mồ hôi. Thì cái trong cái mùa hè này các quý vị, thường mùa hè nó mình nằm cũng dễ ra mồ hôi lắm. Mà trong khi cái gói này nó gọi là carbon cool. Có nghĩa là nó mình nằm á quý vị, da nó mát ở trong này nè. Quý vị mở ra nè, Mỹ Lâm mở thân ra nha. Nó có một cái lớp carbon cool nè, quý vị thấy không? Nè, đây nè. Đây nè, nè Hà Tú đang chờ Hà Tú coi nè. Đây, quý vị thấy không? Đó, nó đặc biệt là đây quý vị, đây nè quý vị thấy cái nó một cái lớp mà nó màu xanh nè quý vị. Là cái lớp này nè, nó tráng lên trên cái gói này. Đó quý vị thấy không? Khi mà mình nằm lên thì cái này nó giữ lạnh, nó mát nè. Mình rời cho nó mát nè. Rồi với một cái chất liệu vải này là một cái loại vải đặc biệt mà cái công ty họ may cho cái bao gói này luôn. Khi mình nằm lên nó rất là mát. Thật ra cái tên của nó là carbon. Carbon cool. Nó làm cho mình nó mát, không có bị nhiều người á, như nhiều người là thích mát. Nhưng mà nhiều khi mình nằm gói nó dễ ra mồ hôi như em nói á. Dạ, đây là một cái gói vừa là êm nha quý vị, nó vừa làm cho mát và vừa làm chúng ta không có bị đổ mồ hôi. Và nó có cái hộp hộp ở giữa cổ này, nó giữ cái shoulder, nó giữ cái vai của mình. Rất thiết là êm ái, rất là đặc biệt luôn đó. Thiết kế tại vì nhiều khi nằm mà có cái gối mà nó chỉ có vuông không á, thì là nó làm cho cái vai của mình nó bị vướng vào cái gối đó. Đúng cho rồi. Nên là nằm một lúc như vậy là cái vai nó sẽ bị mỏi. Nó sẽ bị mỏi. Yeah. Đó. Thì ngày hôm nay đi. Ngày hôm nay cái giá đặc biệt cho quý vị nha. Vô cùng đặc biệt. Giá bình thường ấy mình vẫn bán là tận 199 đồng cơ. Đó tại vì là thực sự giờ cái này nó không có dễ kiếm ngoài thị trường đâu. Nó rất là đặc biệt. Rất là khó kiếm. Nhưng mà ngày hôm nay mình bán với cái giá rất là rẻ. Chỉ còn có mỗi 119 đồng thôi. 119 đồng một cái gối như thế này. Mà dùng chắc là 10 đến 20 năm cũng không có sao hết em. Dạ, thực vâng. Ra em dùng 2 năm rồi mà nó như là mới luôn à. Không vâng. Có một cái dấu hiệu gì của cái sự đấy. Bị hỏng cái form. Mà nó rất là dễ sử dụng. Bây giờ nếu như mà quý vị muốn đó. Giặt thì chỉ còn bỏ cái hình này ra để giặt. Nó cái thêm bộ đó, cái giữ được cái nhiệt độ. Đúng rồi, nó cái nằm lên trên cái carbon này. Nó gọi là cái shoulder carbon cool đó quý vị. Nó giữ được cái nhiệt độ của mình. Nó không có bị nóng. Nó làm cho mát, lúc nào cũng làm cho mát đó, nó làm rồi nó là. Mà quan trọng là nó làm cho cái một cái giấc ngủ của mình rất là sâu. Và nó vừa mát, nó vừa ngủ ngon, mà nó vừa êm. Đúng và rồi.
nó chủ động nó kéo cái nhiệt ra khỏi đầu cổ của mình và mặt của mình luôn, để đảm bảo là mình sẽ được nghỉ ngơi trong một cái phạm vi nhiệt độ mà cái bề mặt cơ thể của mình nó tối ưu từ 87 cho đến 91 độ luôn nha quý vị. Đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, với một cái nó hấp thụ và nó tản nhiệt để mà duy trì cái nhiệt độ ngủ lý tưởng hơn. Thành ra là quý vị nào mà bị mất ngủ thì đây là một cái gối để chúng ta có thể ngủ ngon, vừa mát vừa ngủ ngon, ngủ sâu, và nó cũng căng chỉnh cái cột sống của mình, nó đem lại cái sự mà thoải mái cho chúng ta sau một cái giấc ngủ. Và cái đường mà các cái vai nó tròn theo như cái cổ của mình, kính thưa quý vị, thì nó làm cho mình vừa thoáng là vừa êm cái vai, không có bị mà ngủ dậy là bị trật cổ trật vai như bình thường. Chị là ngày xưa chị dễ bị trật cổ trật vai lắm. Mà quan trọng là bây giờ chúng ta có một cái giá rất là đặc biệt, phải không? Phải không Hà Tú? Đúng rồi, ngày hôm nay giá chỉ còn có mỗi 119 đồng thôi. Cái giá bình thường của nó là 199 đồng rồi, thưa quý vị. Đây là một cái gối mà theo cái công nghệ mới bây giờ nha quý vị. Đó, mà nó nghĩa là nó là bản chất của nó là memory foam, nhưng mà ở trên lớp nó lại có thêm một cái lớp gọi là carbon cool, cho nên là nó giảm được cái nhiệt độ và nó làm cho mình có một cái giấc ngủ ngon hơn, không bị toát mồ hôi, không bị đau ngực. Rồi, quý vị nếu mà thích sản phẩm này thì gọi ngay vào cho Hà Tú và chị Mai Mai Lam nha. Rồi, quý vị ơi. 42905902 và 408499723, quý vị gọi ngay vào cho Hà Tú và chị Mai Lam để có cái giá đặc biệt như này. Rồi, tiếp theo đi, một cái sản phẩm tiếp theo đi, tại vì cái chương trình của chúng ta sắp hết giờ.